buổi đầu được kết tinh từ nổi. Nghệ sĩ Quang Khải là một trong những người đảm nhận vai nhạc quan, nhạc sư Nguyễn Quang Đại. Đối với anh, đây là một vai diễn khó và cũng đầy ấn tượng mà anh từng đảm nhận. Cái mong muốn, những cái mong mỏi, những cái ao ước và những cái khát khao và cái mơ ước đã trở thành hiện thực rằng Quang Khải và có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đang đứng trong một sân khấu để kỷ niệm một thế kỷ sân khấu cải lương, là một trong những đêm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời làm nghệ thuật của Quang Khải. Và Quang Khải nghĩ rằng có rất nhiều nghệ sĩ cùng chung tâm trạng với Quang Khải. Các con không ham, thầy cũng không có ép, nhưng các con à. Bằng chất giọng xứ Nghệ, Quang Khải đã mang đến hình ảnh một thầy Ba Đợi trầm tĩnh, đĩnh đạc từ trong câu hát đến vẻ bề ngoài. Cuộc đời sự nghiệp của thầy Ba Đợi đã được giao cho bốn nghệ sĩ thể hiện. Điều đặc biệt là cả bốn nhân vật đều được tạo hình một cách tự nhiên nhất, chứ không bắt buộc phải tạo hình giống nhau. Tôi không mưu cầu là để cho bốn nhân vật cùng phải trở thành một cái hình tượng chung, mà tôi để cho bốn nghệ sĩ diễn viên vẽ nên bốn cái chân dung của nhạc sư Nguyễn Quang Đại khác nhau. Nó như là những khả năng mà những cái khả năng mà nhân vật trong đời thực có thể là như vậy. Thì chúng tôi không nhất thiết phải để cho bốn nhân vật cùng giống nhau, cho nên nó cũng tạo nên những cái cảm quan khác nhau, và khán giả nhìn thấy điều đó, khán giả chấp nhận điều đó. Đây cũng là vở diễn đầu tiên quy tụ 60 nghệ sĩ từ Nam ra Bắc. Ai cũng có những lợi thế nhất định trong vở diễn. Khán giả có thể thấy yêu sự đằm thắm của nghệ sĩ Quế Chân trong vai Ái Hoa, hay cảm phẫn trước sự ác độc của vai diễn Phản Diện do Võ Minh Lâm đảm nhiệm. Mỗi một nghệ sĩ đều cố gắng thể hiện những ưu điểm của bản thân phù hợp với ngoại hình, tính cách của nhân vật. Nói rõ hơn chút nữa đi. Nói đi. Khi và chỉ khi tiểu thơ Ái Hoa gật đầu đồng ý về làm vợ. Nhiều nhân vật hay lắm. Như là cái nhân vật của Ái Hoa, đại diện cho quần chúng nhân dân miền Nam, là những người đã bao bọc, chở che và nuôi dưỡng để cho ông Đại vượt qua những cái thời khắc khó khăn, thậm chí là những thời khắc nguy kịch của cuộc đời mình, để mà rồi có thể nối dài cuộc sống, nối dài sự nghiệp, mà để lại cho hậu thế những cái di sản quý báu. Bên cạnh đó, những nhân vật phản diện như của Võ Minh Lâm cũng góp phần làm cho vở diễn rất thú vị. Và bạn ấy đã có một cái vai diễn gần như là chưa có bao giờ, khi mà bạn làm dạng phản diện và hài, được khán giả hết sức là thích thú. Rồi bên cạnh đó, các nhân vật khác như bà mẹ do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà thể hiện cũng thế, vẽ nên một cái chân dung hết sức đẹp đẽ về người phụ nữ Việt Nam. Đôn hậu, thủy chung và hy sinh cao cả. Rồi bên cạnh đó, các ông tổng đốc như là của nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh, rồi là anh Trọng Nghĩa cũng rất là hay. Nhân vật người vợ của Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh cũng đằm thắm lắm. Rồi là các nhân vật khác nữa như là nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, ông già ở Nghĩa Trang, và nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, một cái lớp hài vui vui thôi. Tôi thấy các nhân vật đều đáng yêu, bởi vì mỗi một nghệ sĩ khi đảm nhận vai diễn, mặc dù mỗi người chia nhau ra một cái mảng rất ngắn thôi, nhưng họ đã thể hiện hết cái năng lực của mình. Họ khao khát, họ đóng góp và họ trổ cái tài của mình trong cái vở diễn. Mặc dù vở cải lương Thầy Ba Đợi là công trình kỷ niệm một thế kỷ hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương, nhưng nó không dừng lại ở một vở diễn kỷ niệm mà còn vượt xa về mặt nghệ thuật, cũng như là một vở diễn quy tụ nhiều cái nhất trong làng cải lương Việt Nam, từ kịch bản, sân khấu, nội dung và cả những lối diễn xuất sắc nhất của tất cả các nghệ sĩ ba miền Bắc Trung Nam.